Chào tất cả các bạn nhá. Mình đang thi công dự án bắt cá. Em làm YouTube không phải livestream. Công trình bắt cá ở đập thủy điện. Các bạn vào đăng ký kênh cho mình nhá để xem kết quả nhá. Hôm nay mới bắt đầu chương trình thôi. Đăng ký kênh để theo dõi nhá. Đội ngũ kỹ sư chuyên xây cầu cống. Dự án này bỏ vào đây tầm 2 tỷ.